này thiện hiện bốn niệm trụ chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa bốn niệm trụ riêng có pháp giới bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo riêng có pháp giới bốn niệm trụ tức là pháp giới pháp giới tức là bốn niệm trụ bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo tức là pháp giới pháp giới tức là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo này thiện hiện pháp môn giải thoát không chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa pháp môn giải thoát không riêng có pháp giới pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện riêng có pháp giới pháp môn giải thoát không tức là pháp giới pháp giới tức là pháp môn giải thoát không pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện tức là pháp giới pháp giới tức là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện này thiện hiện pháp không nội chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa pháp không nội riêng có pháp giới pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh riêng có pháp giới pháp không nội tức là pháp giới pháp giới tức là pháp không nội pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh tức là pháp giới pháp giới tức là pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh này thiện hiện thánh đế khổ chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa thánh đế khổ riêng có pháp giới thánh đế tập diệt đạo chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa thánh đế tập diệt đạo riêng có pháp giới thánh đế khổ tức là pháp giới pháp giới tức là thánh đế khổ thánh đế tập diệt đạo tức là pháp giới pháp giới tức là thánh đế tập diệt đạo này thiện hiện tám giải thoát chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa tám giải thoát riêng có pháp giới, tám thắng xứ chín định thứ đại 10 biến xứ chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa tám thắng xứ chín định thứ đại 10 biến xứ riêng có pháp giới. Tám giải thoát tức là pháp giới, pháp giới tức là tám giải thoát. Tám thắng xứ chín định thứ đại 10 biến xứ tức là pháp giới, pháp giới tức là tám thắng xứ chín định thứ đại 10 biến xứ này thiện hiện tất cả pháp môn đà la ni chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa tất cả pháp môn đà la ni riêng có pháp giới tất cả pháp môn tam ma địa chẳng phải pháp giới cũng chẳng lìa tất cả pháp môn tam ma địa riêng có pháp giới tất cả pháp môn đà la ni tức là pháp giới pháp giới tức là tất cả pháp môn đà la ni tất cả pháp môn tam ma địa tức là pháp giới pháp giới tức là tất cả pháp môn tam ma địa